Bà Trần Thị Lý ở thôn Tân Thuận, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên là người được ủy quyền nhận chế độ chính sách bảo trợ xã hội cho con là chị Nguyễn Thị Hoài bị bệnh thần kinh và đang nuôi con nhỏ. Theo hướng dẫn của cán bộ chính sách, bà đã đăng ký nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng và được cấp một thẻ ATM để rút tiền. Ngặt một nỗi, bà tuổi cao sức yếu, trình độ sử dụng công nghệ thông tin hạn chế, nên mỗi khi cần sử dụng tiền, bà phải đi xa từ 5 đến 7 km mới lấy được tiền. Họ nhủ mân thề thì bàng mân thề, rồi gọi đô dư ba đi là xá đường nữa. Dư mong muốn là dư có cái ở đây thì ba rút đấy bằng cổ thì dư như cho ba nhân tiền mặt. Đa số người hưởng chế độ hưu trí, chính sách xã hội là những người đã lớn tuổi, trình độ sử dụng công nghệ hạn chế. Mặt khác, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ở nhiều nơi chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là vùng sâu vùng xa. Hạn chế về sử dụng công nghệ dẫn đến đa số người nhận chế độ lương hưu, chế độ chính sách không thể thanh toán trên các nền tảng số và phải lựa chọn phương thức rút tiền mặt. Tuy nhiên, các trụ sở ATM hiện nay vẫn chưa phủ sóng đến trung tâm các xã, nên việc rút tiền hết sức khó khăn đối với các đối tượng này. Tôi là tuổi về hưu đã cao, thì công nghệ thông tin thì ít thông thạo, do vậy là cũng rất là khó khăn trong cái việc công nghệ thông tin. Thứ hai là cái việc đường ngại đi rút tiền tại ngân hàng là quá xa, từ 5 đến 7 cây. Do vậy anh em chúng tôi cũng muốn rằng là Đảng và Nhà nước cũng như cả cơ quan chức năng đề nghị là đặt tại địa điểm xã Cẩm Thịnh một cái thẻ tụ điểm là thẻ ATM để tạo điều kiện cho anh em chúng tôi là rút tiền được dễ dàng. Cái thứ nhất là phải đầu tư về công kỹ thuật, hạ tầng kỹ thuật công nghệ, về hệ thống mạng, rồi thì đặc biệt là có thể là trang bị cho người dân các cái điện thoại thông minh để cho họ tiếp cận dân với cái giống như là trí trả mà còn phải là thực hiện cái giao dịch thương mại qua cái môi trường mạng. Và cái cuối cùng nữa là những cái trường hợp đặc biệt thì có thể thông qua tài khoản ủy quyền thì những cái địa chỉ tin cậy của người dân lựa chọn để mà những trường hợp đối với những trường hợp bất khả kháng thì mình có thể ủy quyền vào một địa chỉ tin cậy do người dân lựa chọn. Chủ trương chi trả lương hưu, chế độ chính sách qua tài khoản ngân hàng là nhằm mục tiêu nâng cao tỷ lệ không dùng tiền mặt và việc thanh toán phương thức này đảm bảo chi đúng, đủ, kịp thời và chính xác. Tuy nhiên, việc triển khai phương thức thanh toán này cũng đang bộc lộ những bất cập cần tháo gỡ. Trong thời gian tới, về phía Ngân hàng Nhà nước là tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại để tăng cường về các cái trụ ATM, đặc biệt là chuyển các cái trụ ATM ở các cái địa điểm thành phố, thị xã về các vùng sâu vùng xa. Đến thời điểm này, Hà Tĩnh đã vận động các đối tượng nhận chi trả lương hưu qua tài khoản đạt trên 90%, chế độ chính sách trên 80%. Tuy nhiên, những bất cập từ thực tế cho thấy cần sớm có giải pháp tháo gỡ, lộ trình phù hợp và quan trọng nhất là phải tạo điều kiện thuận lợi cho người hưởng chế độ chính sách. Khi đó, chủ trương chung về thanh toán không dùng tiền mặt mới phát huy hiệu quả.